Diệu Không Đại Sư khai thị, phải tinh tấn khi tu niệm Phật. Người niệm Phật thì không được nói chuyện tạp hoặc nghĩ ngợi bông lông. Nếu lỡ có phạm, phải suy xét, ta là người niệm Phật, không nên như thế, rồi niệm Phật vài tiếng để tự cảnh tỉnh mà đánh tan điều ấy. Phép tùy thuận chỉ danh, là khi hôn trầm thì đi kinh hành, lúc tán loạn thì trở lại ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm, đều tùy tiện mà chỉ niệm, làm sao cho câu niệm Phật đừng xa liệt. Đây là yếu thuật để hàng phục tâm ma. Khi gặp cảnh thuận, nghịch, khổ, vui, thị, phi, đắc, thất, dơ, sạch, tất cả trường hợp cần phải giữ một câu niệm Phật cho chắc. Nếu không như thế, tất bị cảnh duyên, hiệu Phật liền gián đoạn, há chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Tất cả người khổ trong đời vì thân tâm không được rảnh rỗi nên khó tu hành. Nay ta có phần an nhàn, lại được nghe pháp môn niệm Phật, vậy phải cố gắng nhiếp tâm mới không uổng ngàn vàng tất bóng. Nếu tu hành lôi thôi tất khó có kết quả, như thế là phụ dẫy bốn ân, luống qua ngày tháng, một mai vô thường chợt đến, lấy gì mà chống đối đây? Chỉ hổ thẹn mình không sớm tỉnh ngộ tu hành thôi. Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, vừa kinh sợ cho ác báo, vừa thương cảm cho phận mình, mỗi câu niệm Phật đều từ nơi gan tủy phát ra, như thế mới là chân cảnh niệm Phật. Trước cảnh ngang trái khổ đau mà không bi thương thì chẳng phải nhân tình. Song nếu chỉ luống bi thương, há lại là người rõ thông Phật tánh. Cho nên đã bi thương thì phải tìm phương thoát khổ, nghĩ trước cứu độ mình và tất cả chúng sanh, như thế mới không đến nỗi vô ích. Khi niệm Phật đã thuần thục thì trong sáu trần chỉ có tinh trần, năng dụng của sáu căn đều gửi nơi nhĩ căn, không còn biết thân mình đang vi nhiễu, lưỡi mình đang uốn động, ý có phân biệt hay không, mũi thở ra hay vào, mắt mình nhắm hay mở. Khi ấy sự viên thông của Đức Quán Âm, thế chí chính là một, căn tức là trần tức là căn trần tức là thức, 18 giới dung hợp thành một giới. Khi làm xong một việc, vừa nói xong một lời, chưa khởi tâm niệm Phật, mà một câu hồng danh cuồn cuộn tuôn ra, đó là triệu chứng tam muội dễ thành tựu vậy. Tu tịnh nghiệp, cảnh cô tịch chừng nào hay chừng nấy, tiếng niệm cao thấp màu chậm tùy nghi, làm sao cho hợp thành một phiến. Nên biết khi ấy thân tuy đơn chiếc mà tâm chẳng lẻ loi, vì tâm của chư Phật cùng Đức Di Đà chưa từng tạm rời ta, ta khởi niệm thì Phật biết, mở miệng thì Phật nghe, lo gì sự cô tịch. Bệnh là cái bước đến sự chết, chết là cửa ải đưa đến cảnh tịnh ấy thánh phàm. Trong khi bệnh, phải tưởng là mình sắp chết, chuyên niệm hiệu Phật, quyết đợi lúc mạng chung, như thế sẽ có quang minh tiếp dẫn mà toại bổn nguyện vãng sanh của mình. Nếu trong lúc ấy tạm đình câu niệm Phật, thì tâm luyến ái, buồn rầu, sợ hãi, tất cả tạp niệm đều hiện ra, như thế làm sao vượt qua nẻo sanh tử. Thế nên lúc bị nguy phải ghi nhớ bốn chữ A-di-đà Phật nơi tâm chớ quên. Và những kẻ xung quanh cũng phải niệm bốn chữ ấy để thường thường nhắc nhở người bệnh. Nên biết trăm kiếp ngàn đời, siêu hay đọa, toàn do ở một niệm trong khi ấy. Tại sao thế? Vì sáu nẻo luân hồi đều do một niệm làm chủ. Nếu một niệm chuyên chú nơi Phật, thì hình tuy hoại mà thần không hoại, liền nương theo đó mà vãng sanh. Hỡi người tu tịnh nghiệp, nên nhớ bốn chữ A-di-đà Phật nơi lòng đừng quên.